Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái sử dụng thuốc thực vật như thế nào cho khi hiệu quả, cho cây hiệu quả mà tiết kiệm kinh tế. Thì mình đã có một cái video những cái bí quyết cách đây ít ngày, mình đã chia sẻ rất nhiều cái bí quyết cho các bạn. Nhưng mà mới hôm nay thì các bạn lại có một số cũng nhắn tin và hỏi mình là nên dùng thuốc như thế nào thì để mình sau khi thu hoạch. Thì mình sẽ nay mình mà mang hai dòng sản phẩm thuốc mình vừa lấy về để mình làm video cho các bạn. Vì đằng nào mình cũng sẽ phun, nhưng mà phun vào giai đoạn nào để cho nó tiết kiệm, nó khoa học, nó đỡ tốn phí, được kém, đỡ lãng phí tiền của gia đình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái hai loại thuốc và phun vào giai đoạn nào các bạn nhé. Trên tay mình đây là có 3 chai thuốc, có 3 loại thuốc các bạn nhé. Thì mình sẽ giới thiệu từng một cái thuốc một cho các bạn và dùng thế nào cho nó hợp lý các bạn nhé. Thứ nhất đây là cái dẹp sáp các bạn này, cái thuốc dẹp sáp này các bạn. Mình vừa quay vừa làm cho nên là mình không có người, cho nên mình phải để cho mình các bạn xem này. Đây là cái sản phẩm thuốc dẹp sáp các bạn nhé. Đấy, mình sẽ quay gần cho các bạn này. Dẹp sáp này. Đấy. Cái này là thuốc nó trừ sâu này, các bạn cái mẫu này, mình đọc theo từng thứ một này, ACAXI20EC là cái này, các bạn là đọc cái tên thuốc là mình đọc theo tiếng Việt cho dễ hiểu các bạn nhé. Đấy, cái này là 20EC các bạn nhé. Đây, cái này thì mình sẽ chia sẻ các bạn là nó ghi là chết sạch này, chết ký này, chết bền, là mình chia sẻ các bạn này. Và mình chọn thuốc như nào các bạn, đây này, mình chọn nhất là quan trọng nhất là mình chọn cái này này. Thuốc rất lành tính các bạn nhé, rất lành tính này, mát và có thể phun thuốc ở nhiều giai đoạn phát triển của cây trồng các bạn nhé. Đấy là mình sẽ dùng cái thuốc như vậy, và nó có một cái rất là hay là nó mát, tức là cái thuốc này là thuốc sinh học các bạn nhé. Mình nói nhiều các bạn nhiều lần rồi đấy, mình sẽ dùng thuốc sinh học để cho nó đỡ độc hại và vật nuôi và cây trồng. Ví dụ như nhà mình có ao cá hoặc là có, tức là nó mà có chảy xuống nó cũng không nguy hiểm, hoặc là mình dùng hàng ngày con người ta cũng tránh được cái nguy hiểm. Thì mình dùng cái dẹp sáp, phun dẹp sáp kết hợp với cái nhện đỏ, hai cái thuốc này các bạn. Đây là cái nhện đỏ, mình lại quay gần cho các bạn. Đây các bạn nhé, đây là nhện đỏ các bạn này. Thuốc trừ sâu sinh học các bạn nhé. Nhìn mình toàn chọn thuốc trừ sâu sinh học thôi. Đấy. Cái này là các bạn đã biết là 6.0 EC các bạn nhé. Nhện đỏ này, sâu vẽ bùa, sâu đục quả, sâu cuốn lá, bọ trĩ các bạn nhé. Nó làm cho sạch nhiệt và ung trứng và nước trong không tắc bình. Đấy là cái tác dụng của cái thuốc này. Hai cái dòng thuốc này mình phun kết hợp với nhau được các bạn nhé, cho nên là mình đỡ phải phun nhiều lần. Nhện đỏ, việt sáp, nó việt cả sâu vẽ bùa luôn. Đấy, các bạn nhé, đây là mình chia quay gần cho các bạn này, mình đặt cho các bạn xem này. Cái dòng này là diệp sáp, mình đã nhắc lại cho bạn về tên của khoa học của nó này. Các bạn tìm cho dễ tìm, mình quay máy gần máy các bạn nhé. Vì cái tiếng Anh tiếng Đức mình không đọc được cho nên mình quay theo kiểu này, các bạn sẽ nhìn thấy rõ này. Đấy. Còn đằng sau nó là sẽ các cái, đây là cái quan trọng nhất là cái chất hàng của nó là có chữ Japan là Nhật Bản này các bạn này. Là mình nhập khẩu thôi. Còn cái liệu lượng dùng thì các bạn đọc xem cái phần này. Đây mình chia sẻ các bạn nhé. Đây là hai cái dòng sản phẩm này phun với nhau các bạn. Và giờ mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình phun như thế nào. Mình quay lại cho các bạn xem mà các bạn nhìn này. Đấy, cái sản phẩm tên thuốc. Các bạn sẽ nhìn kỹ hai tên thuốc. Cái thằng nhện đỏ này là nó có nhện đỏ này, sâu vẽ bùa này, sâu đục quả, sâu cuốn lá và bọ trĩ. Thì mình phun vào giai đoạn nào các bạn? Mình thường là mọi năm ấy, ngày xưa ấy, thì mình dùng các loại thuốc. Và kết hợp cái này nữa còn bạn. Đây, mình kết hợp cái loại nữa là cái Topa hôm trước mình giới thiệu, là cứ mỗi lần phun thuốc trừ sâu thì mình đều dùng kết hợp với thằng Topa là một chân bám dính để cho nó hiệu quả, mưa nó không bị rửa trôi và cái tác dụng của thuốc nó được bền lâu hơn. Mình cứ dùng chất khi thuốc ấy, là mỗi lần phun ấy mình sẽ kết hợp hai hoặc ba thứ thuốc, nhưng mình hay chọn dòng sinh học để nó đảm bảo sức khỏe. Đấy là mình nhắc lại các bạn. Và hai cái dòng này thì là rất tốt, đặc biệt là cái thằng thuốc trừ sâu sinh học này nó có 6.0 này rất là cao. Nhưng mà mình dùng nó hiệu quả thế nào thì các bạn, mình sẽ ngày xưa thì mình đã chia sẻ lại là ngày xưa thì mình hay dùng thuốc sau khi thu hoạch là mình phun cho sạch dẹp, giận dẹp và nhện đỏ. Nhưng mà mình lâu ngày mình phát hiện là các cái cây mà nó sau khi thu hoạch là lá nó đã già rồi. Và lúc này mùa lúc rét này thì nhiệt độ là cái sâu vẽ bùa cái cũng không có, lá già không có, nhện đỏ cũng không phát triển.
Nhưng khi bắt đầu cây nhú mầm hoa và có lộc hoa dài ra mà chưa nở hoa thì mình hay dùng, bắt đầu phải dùng thuốc bắt đầu nhú mầm hoa, hoặc là hoa đang có nhưng chưa nở hoa, tức là có lộc non, có lộc hoa, có lộc lá thì đều phun được cái thuốc này các bạn nhá, đều phun được hết. Còn lúc nở hoa thì mình không phun, bởi vì là nở hoa thì hoa nó nở thì phun thì các con sâu, các con các khi nở hoa thì các mình phun ấy thì nó ảnh hưởng đến các loại bướm hoặc là ong đến nó thụ phấn, hoặc các con vật nó đến thụ phấn cho bưởi thì mình sẽ không phun nữa. Và mình phun một lần duy nhất lúc mà sau khi thu hoạch, tức là mình không phun mà phun lúc bắt đầu cây nở mầm hoa để trốn thuốc các bạn nhé, để đỡ kinh tế cho gia đình và đỡ độc hại. Cho nên mình chia sẻ các bạn là mình phun thuốc là lúc nở hoa, tức là nở mầm hoa, tức là nó nở thôi chứ chưa nó nở hoa, tức là các cái nộc trên cành cây nó kẽ lá này nó nhú lộc ra hoặc nó dài ra 15-20 phân mà nó chưa nở hoa, tức là có lộc nhưng mà nó đang có lụ thôi, tức là nó cúp nó chưa nở, thì bắt đầu mình dùng cái thuốc sinh học này. Và mình dùng thường thường mình xem cái bao bì này là 6.0, cái nó là thì nó rất là tốt, nó cao. Còn có loại hơn 2.5 hoặc là 1.5 hoặc là cái lựa chấm thuốc nó thì nó thấp thì nó hiệu quả nó sẽ kém hơn. Và muốn để tốt cho đợt sau thì các bạn phun vào giai đoạn nào? Thì sau khi mình thu hoạch mình không phun để mình trốn thuốc, vì mình phun đăng ra người ta hay tư vấn bán thuốc thì người ta phải tư vấn cho mình phun 1 đến 3 lần chẳng hạn, để cho nó sạch cây. Như thế là rất tốn kém. Ví dụ nhà mình đây có ít diện tích thì không vấn đề gì, chỉ mỗi lần thuốc này mình chỉ lấy có 300-400 nghìn thôi. Nhưng các bạn dồng nhiều, mình thấy trên Bắc Giang, các nơi, các Hưng Yên, một số nơi rất là nhiều đất họ dồng, các bạn dồng rất nhiều diện tích, hoặc là trên Lạng Sơn ấy, hoặc trên đất đồi các bạn dùng hàng mà đồi hoặc hecta, thì các bạn mà dùng nhiều thế thì nó rất tốn kém mà nó bị giảm cái thu nhập cho gia đình mà không hiệu quả. Cho nên mình chỉ dùng cái thuốc lúc khi hoa này, lúc bắt đầu nó bắt đầu nhú mầm hoa, hoặc đó hoa chưa nở mà đốt đang đọt nó dài có thể 15-20 phân vẫn phun được, tức là hoa nó chưa nở. Còn lúc nở rồi ấy, thì mình không phun, bởi vì là lúc ý là mình đã làm sạch rồi thì lúc ấy nó không có bệnh nữa, hay nữa là mình còn để cho ong bướm tới đấy nó thụ phấn. Đấy là mình phun duy nhất lúc khi nhú mầm hoa, còn sau thu hoạch là mình không phun các bạn nhé. Mình chỉ vệ sinh cây này, sới đất, hoặc là mình phun phân hóa mầm hoa cho nó có quả sai thôi, những cây nào mà nó khỏe hoặc là nó có lục lon các bạn. Còn nhà mình bưởi già này thì các bạn xem này, có cây này là mình chưa bán hết thì mình làm cái video đứng sau có liền nó đẹp thôi, chứ là mình bán khá nhiều rồi. Thì còn mình chia sẻ các bạn như vậy. Thế còn cái vấn đề là mình dùng thuốc lần thứ hai và lúc nào để cho cái hiệu quả, tức là sau khi thu hoạch mình không phun nhưng mình phun có lúc lộc lon, các bạn nhớ lộc lon là lúc lộc lon nhưng mà hoa chưa nở, các bạn nhớ nhá, nước hoa chưa nở, thì chúng ta phun các cái thuốc nhện đỏ diệp sáp, và đặc biệt là mình dùng sinh học. Thì cái sản phẩm mình đã quay gần cho các bạn xem, quay gần cho các bạn xem. Và lúc ta phun lần nào nữa cho nó tốt, sau khi mà quả đậu các bạn nhá, lúc khi quả đậu, quả bưởi đậu nó bằng đầu ngón tay này, thì các bạn lại phải nên phun lại cho mình một lần nữa. Bởi vì lúc một là thứ nhất là chúng ta phun còn sót thì con sâu mà nó, con nhện đỏ mà nó còn tồn tại, nó sẽ sinh rất mạnh, bởi vì thời tiết mùa xuân nó ấm áp hơn rồi, nó không còn như trong năm nó lúc được cuối năm nữa, nó ấm áp hơn rồi thì nó sẽ sinh rất nhanh, mà chúng ta phải phun, và phun lúc quả bằng đầu ngón tay thì nó rất hiệu quả, là quả bưởi nó không bị sẹo sau này. Đến lúc khi bưởi lớn nó sẽ không có vết, thì quả bưởi nó không có cái tì vết trên quả bưởi, thì nó sẽ căng nét, nó đẹp như quả bưởi các bạn này. Cho mình sẽ quay các bạn xem. Chính vì vậy là chúng ta phun hai lần nhưng mà hai giai đoạn khác nhau. Thứ nhất là lúc bắt đầu nhú mầm hoa hoặc hoa đọt dài nhưng chưa nở, là phun thay trốn một vài lần thuốc lúc khi mà sau thu hoạch thì giảm tiền cho các bạn. Hay thứ hai là chúng ta phun lúc bằng đầu ngón tay cái, đầu ngón tay con, lúc ấy quả nó còn non, nhện đỏ nó ăn, nó chích, nó hút, thì hoặc là các con chích hút nó làm ảnh hưởng, thì chúng ta sẽ dùng cái thuốc này, nó phun rất tốt cả không những nhện đỏ, sâu vẽ bùa diệp sáp và cả các con chích hút. Và khi các hoa nở các bạn ấy, nó sẽ có rất nhiều, có rất quả con rất nhiều nó bay đến các bạn nhé, nó rất ảnh hưởng. Nên chúng ta phun hai cái dòng này kết hợp với cái thằng bám dính vừa rồi mình chia sẻ các bạn. Thế nên cái thuốc dùng ấy, các bạn dùng đúng lúc, dùng đúng lúc thì chúng ta hiệu quả kinh tế cao, mà nó còn cây nó còn sạch bệnh và chúng ta sức khỏe của chúng ta tốt, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng đi mua thuốc về chúng ta phun. Các bạn nhá, mình giảm ngày trước thì mình cứ sau hoạch là mình phun đi hại phun lại, rất là tốn kém mà lãng phí, vất thời gian để mình làm việc khác. Thế còn bây giờ thì mình mới năm lại đây thì mình sẽ toàn phun bưởi vào lúc bắt đầu hoa nhú mầm, hoặc là còn nếu mà bận quá thì có thể là mình phun sau đấy nhưng mà hoa chưa nở các bạn nhá. Làm sao phun trước khi hoa nở, tức là nó ra nhú mầm hoa nhưng nó chưa nở, thì chúng ta sẽ dùng cái này các bạn nhá. Cho nên sau đấy là khi mà hoa nở rồi mà đó, trước thì mình đã giới thiệu cái F95 rồi thì mình không nói lại nữa, thì chúng phun cho đậu quả. Nhưng mà phun để chúng dùng cho nhện đỏ, sâu vẽ bùa, diệp sáp,
Đấy, và các lò con chích hút thì mình dùng hai cái sản phẩm sinh học này. Mình không bao giờ dùng các thuốc khác để cho nó bảo đảm sức khỏe, cho nên mình dùng chỉ dùng sinh học thôi. Và muốn hiệu quả nữa thì đợt sau mình sẽ không dùng thuốc này nữa. Tại sao các bạn? Rất tốt nhưng không dùng. Đấy, một cái này là một cái bí quyết rất nhỏ thôi. Nếu bạn nào mà dùng tinh rồi các bạn biết tốt đến đâu tốt, mà các bạn dùng đi dùng lại thì các cái con bệnh ở trên cây nhà mình nó sẽ bị kháng thuốc, nó sẽ không hiệu quả. Và đợt sau mình đổi thuốc khác nhưng mình vẫn mua thuốc nhện đỏ, sâu vẽ bùa, dẹp sáp, phun vào lúc quả bằng đầu ngón tay, nhưng mình không dùng cái sản phẩm hôm nay nữa, mình sẽ đổi thuốc khác để cho cái bưởi nó bệnh tật nó sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì mình dùng lại nó là nó sẽ bị kháng thuốc, và sau này mình dùng nó sẽ không hiệu quả. Cho nên mình ít khi dùng đi dùng lại, mà mình nạp lại cách xa hoặc dùng lại. Chúng ta hạn chế dùng thuốc bao nhiêu thì cái con bệnh ở trên cơ thể cây của chúng ta nó không bị kháng thuốc. Còn các bạn cứ liên tục phun ấy thì nó sao chịu quen với thuốc, thì chúng lại không hiệu quả bằng người ta ít phun. Thực ra nguyên tắc của nó thì các con vật, các con côn trùng, các con này nó đều tiêu diệt lẫn nhau, các bạn, nó đều ăn lẫn nhau. Cho nên là mình hạn chế dùng thuốc, mà mình dùng lúc nào và hạn chế dùng, và dùng lúc nào nó hiệu quả nhất thì mình chia sẻ các bạn đấy. Mình đã nhắc lại là mình dùng vào lúc nó có lộc non, bắt đầu nhú mập non. Bởi vì nếu mình phun vào lúc lá già này, sau thu hoạch là sau khi chúng ta tưới lá già nó không rụng hết, và lúc này lá già là rét này thì nhện đỏ nó cũng chưa phát triển, mà nó ăn mấy cái lá già mình cũng không sợ gì cả các bạn. Thế cho nên là mình phun vào lúc có lộc non nó mới hại nhiều đấy. Và là cả diệp sáp mình phun một lần thôi, mình hạn chế được lần nào là kinh tế đỡ cho gia đình lần đấy. Bởi vì các bạn mà dùng nhiều bưởi á, mà các bạn phun như thế thì nó một lần phun có thể tiền triệu ngay. Như hôm nay mình lấy một cái vườn này cũng đã gần 400.000 hai vườn, mà gần tầm hơn 400, hai vườn là 400 406 thuốc này. Thế mà trong khi đấy nếu các bạn mà diện tích rộng thì các bạn có thể hàng tiền triệu lần phun, mà các bạn phun nhiều lần thì rất là tốn kém, mà nó còn độc hại cơ thể. Cho nên mình chỉ chọn hai cái dòng, đó là dòng sinh học, và dòng này là mình phun một phát mạnh luôn là 6 EC, cái loại sắc nhện đỏ EC. Sau đấy là 6 EC, sau đấy là mình nghỉ thuốc cho cái đậu quả, và chuyên vụ sau khi và phun đợt thuốc đấy sau rồi thì mình chỉ khi có hoa rồi mình tập trung vào phun cái đấy, ép lo 95 để cho đậu quả thôi. Và đến lúc mà đó có quả đậu bằng ngón tay con rồi thì mình sẽ dùng nhện đỏ, sâu vẽ bùa, diệp sáp một lần nữa để cho quả bưởi nó sạch. Vẫn chọn dòng sinh học nhưng không dùng thuốc nhắc lại, mà ta sẽ dùng một loại thuốc khác. Mình cứ đến hiệu thuốc của người ta bán mình sẽ mua, và mình ghi lại lần trước, hoặc là mình có giữ lại cái vỏ, mình để gốc chỗ nơi mình phun, thì mình trước mình phun thuốc gì thì mình biết là ta đã phun thuốc đấy rồi, ta không mua thuốc lại thuốc đi nữa, và mình đến hiệu thuốc mình mua loại thuốc khác các bạn nhé. Cho nên là cái kinh nghiệm của mình rất đơn giản như vậy, nhưng mà nó hiệu quả kinh tế cao, mà bệnh tật nó cũng ít. Không phải phun nhiều là tốt, mà phun ít nó lại còn tốt hơn cả phun nhiều. Thứ nhất là không có kinh tế, phun nhiều nó hại kinh tế, thiệt hại về kinh tế cho gia đình. Cái thứ hai là nếu phun nhiều quá, các bạn không phun đúng lúc thì các con bệnh, con nhện đỏ, con diệp sáp, các cái số bệnh đấy nó kháng thuốc thì nó lại rất khó chữa. Đấy, cho nên là cái kinh nghiệm của mình như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Tư Nhân TV. Mình sẽ có những video hữu ích, thích thực nhất để giúp cho các bạn làm mùa thành công nhất và cũng hiệu quả kinh tế cao nhất. Mình sẽ thường xuyên cập nhật các video của mình. Nếu như các bạn rất thấy hay mà cứ nhắn tin gọi điện cho mình và hỏi, thì mình ra những cái video để thực nhất. Bởi vì nếu như bưởi nhà mình mới chảy xong và đến lúc mà nở hoa mới làm video cho các bạn thì nó sẽ không kịp, mà mình phải làm trước để các bạn chuẩn bị thuốc. Bởi vì những cái vùng các bạn mà mới trồng bưởi thì các cái thuốc thực vật nó không có sẵn như ở vùng mình. Vì ở vùng mình ấy là thuốc người ta đã có từ lâu, bởi vì là nó nhiều bưởi trồng lâu rồi. Cho nên các nhà kinh doanh, các nhà nhập khẩu thuốc thì người ta để tìm vào những nơi mà có cây sớm để họ phát triển bán thuốc đấy. Cho nên là mình sẽ có, mình làm video trước cho các bạn, về các bạn các nơi xa khó các bạn sẽ đi tìm thuốc để cho nó có kịp thời gian. Bởi vì mình hay mua thuốc trước, không những chỉ làm video đâu, nhưng mà có những lúc mình đi qua đấy có thuốc là mình đều mua sẵn để vào cái nơi cất cẩn thận, nơi ở của nhà vườn, đến lúc khi mình ra mình sẵn có thuốc phun, chứ không phải là đến lúc hôm đấy mình đi mua. Nếu đi mua hôm đấy mà để phun mà nó lại không có thuốc hoặc hết thuốc rồi, hoặc thuốc nó hết hạn thì chúng ta cũng không dùng hiệu quả. Cho nên mình đều mua thuốc cách trước, có thể là 1-2 tháng hoặc là 5-3 ngày để cất vào một chỗ mà khi mình cần có thuốc là ngày mai mình ra, mình chiều nay mình bơm nước, sáng mai mình ra phun sớm. Chứ nếu ngày mai chúng ta đi phun mà chúng ta mới đi mua thuốc, mà nhớ cửa hàng không có, chúng ta đi 5-10 cây số mà lại không có nữa, thì chúng ta bị chậm một ngày là cái bưởi nó sẽ bị ảnh hưởng kinh, nó ảnh hưởng bệnh tật hơn. Cho nên mình hay có kinh nghiệm là như vậy. Nên hôm nay làm video mình cũng mua trước, cũng là phòng luôn, chứ không phải là chỉ làm video mà mình vừa làm video cho các bạn, mình cũng mua thuốc luôn để là để phòng đấy, để khi sau thu hoạch mà nó nở, lúc khi nó nhú mầm hoa cái là mình đã có thuốc sẵn rồi trong nhà rồi, chỉ có bơm nước nên là mình bắt máy là mình phun thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Tư Nhân TV. Mình một lần nữa mình rất cảm ơn các bạn đã đăng ký ủng hộ kênh của mình và góp ý cho mình rất nhiều, để mình có những cái video càng ngày càng chất lượng, càng ngày càng hiệu quả, để chúng ta
có được mùa bội thu. Và tôi cũng rất mong các bạn là góp ý chân tình, các bạn nếu có cái kỹ thuật gì hay các bạn cũng bình luận ở dưới để cho những người khác đọc bình luận của mình để họ học được từ các bạn nữa. Cảm ơn các bạn, một kênh nông dân, một kênh rất thực tế của mình. Mình xuống mong sao được có nhiều người biết đến. Và các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ với các bạn thân của mình xem kênh của mình để có nhiều cái kinh nghiệm, là một cái kênh mà gắn bó chúng ta từ người lạ thành người quen, và từ những người bình thường trở thành những người có kinh tế từ thu nhập cây ăn quả. Xin chào, xin cảm ơn các bạn một lần nữa. Xin cảm ơn, xin chào.